Từ trước tới nay, quân đội phát xít Đức luôn nổi tiếng là một trong những đạo quân tàn bạo và khát máu nhất trong lịch sử. Mỗi nơi chúng đi qua đều tràn ngập đau thương, tàn tác, dân lành chịu cảnh lầm than. Đặc biệt, quân đội phát xít Đức rất ưa thích hành quyết những người dân vô tội với chỉ tiêu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tại một vùng hẻo lánh thuộc Liên Xô xa xôi, nơi mà khí hậu quanh năm buốt giá, nếu như sơ suất có thể chết cóng bất cứ lúc nào. Lúc này, một nhóm phát xít Đức đang chuẩn bị xử tử hai tù nhân mà chúng vừa mới bắt được sau khi lục soát toàn bộ các hộ dân ở đây. Tên chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới tháo túi trùm đầu của hai người tù nhân ra, thì cả bọn Đức được một phen bất ngờ, ngỡ ngàng ngơ ngác không tin vào mắt mình. Người tù nhân phía trước bọn chúng lại có dung mạo y hệt quốc trưởng Đức Quốc xã Hitler mà người dân Đức luôn tôn sùng. Người đàn ông tù nhân tội nghiệp liền lên tiếng giải thích rằng bản thân và vợ chỉ là những người diễn viên chuyên diễn kịch ở sân khấu địa phương mà thôi. Thế là tên chỉ huy sau khi nghe nói như thế, liền yêu cầu người tù nhân phía trước diễn thử vài tuồng cho bọn chúng xem. Không ngờ tài năng diễn xuất của người đàn ông Liên Xô kia lại vô cùng đỉnh cao. Từng cử chỉ, lời nói đến thần thái không khác gì Hitler cả. Điều này làm cho bọn lính Đức xung quanh vô cùng thích thú và khoái chí. Tuy nhiên, sau khi tận hưởng xong màn trình diễn đầy cảm xúc của người tù nhân kia, thì tên chỉ huy vẫn hạ lệnh hành quyết hai vợ chồng bọn họ. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên từ xa, tên chỉ huy của nhóm lính Đức chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bay màu trong tức khắc. Bọn lính xung quanh chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị phát súng thứ hai tiếp tục nổ ra, tiễn thêm một tên phát xít nhận vé về đoàn tụ với tổ tiên. Khi mọi chuyện đã lắng xuống thì một người đàn ông bịt mặt đang hớt hải chạy đến chỗ của những tên lính Đức vừa bỏ mạng. Ông ta không nói không rằng một lời nào mà chỉ chăm chăm lục soát tìm vũ khí và lấy đi thức ăn trên thi thể của những tên lính phát xít. Mặc cho hai vợ chồng diễn viên luôn miệng hỏi han danh tính cũng như liên tục cảm ơn ông ta. Tuy vậy, bọn họ không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào từ người đàn ông bịt mặt kia. Sau khi thu gom toàn bộ số vũ khí xong, người đàn ông kia chia một ít thức ăn cho hai vợ chồng rồi lại vội vã rời đi mà không có một lời từ biệt. Người đàn ông bịt mặt đầy bí ẩn này chính là khắc tinh của bọn lính phát xít Đức với biệt danh Bóng Ma Đỏ. Bóng Ma Đỏ đã tiêu diệt không ít những tên lính phát xít Đức hung hãn ở khắp các mặt trận phía đông của Liên Xô nên ông ấy được rất nhiều người dân ngưỡng mộ. Vậy lý do gì khiến người đàn ông được gọi là Bóng Ma Đỏ này quyết định một thân một mình đi săn lùng quân Đức là gì? Liệu cuối cùng ông ấy có cùng với toàn bộ người dân của Liên Xô có thể thành công đẩy lùi được bọn giặc ngoại xâm? Để biết được các diễn biến tiếp theo thì mời mọi người cùng nhau xem qua bộ phim Bóng Ma Đỏ. Vào năm 1941, quân đội phát xít Đức đã tấn công và thành công phá dỡ được tuyến phòng thủ của Liên Xô ở phía tây Vyjma. Những cư dân sinh sống quanh khu vực này đều phải chịu cảnh máu đổ đầu rơi khi quân Đức liên tục tổ chức các cuộc càn quét, truy sát toàn bộ người dân Liên Xô. Thống kê đã có gần 400.000 người dân đã phải bỏ mạng trước những họng súng độc ác của bọn phát xít, chưa kể đến 500.000 người đã bị mất tích. May thay, vẫn còn 85 người dân Liên Xô vẫn may mắn sống sót qua nhiều đợt càn quét của lũ lính phát xít Đức. Họ đành phải tụ họp thành các nhóm nhỏ với nhau để có thể nương tựa, đùm bọc lẫn nhau qua thời kỳ khó khăn này. Mở đầu bối cảnh bộ phim đưa khán giả đến Mardin, một thị trấn nhỏ nằm ở gần biên giới của Liên Xô. Do thời tiết đã bước vào mùa đông lạnh giá rất khắc nghiệt nên phát xít Đức đã phải tạm hoãn lại cuộc tấn công. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho phía Hồng quân Liên Xô bắt đầu gây dựng. Lúc này, một nhóm trinh sát của Hồng quân Liên Xô trong lúc đi tuần tra thì phát hiện một thanh niên đang sắp chết cóng trong bìa rừng. Sau khi lục soát và tra khảo, biết được anh ta không phải là kẻ địch, nên viên chỉ huy dâu xồm đã chấp nhận cho người thanh niên gia nhập vào tiểu đội quân trinh sát nhằm phụ giúp các việc chân tay cũng như việc giúp đỡ những thành viên bị thương. Trong nhóm lính trinh sát của bọn họ còn có sự tham gia của một nữ quân y đang mang thai. Dưới khí trời lạnh buốt này, không ít các thành viên của đội trinh sát vì không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt nên đã ra đi mãi mãi. Đêm hôm đó, sau những ngày liên tục chịu những cơn đau đớn về thể xác, cuối cùng người thương binh của nhóm trinh sát cũng đã phải bỏ mạng vì vết thương quá nghiêm trọng. Thành viên trong tiểu đội ai ai cũng không thể giấu được những nỗi thất vọng và đau xót của bản thân. Trong đầu của bọn họ lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng nếu cứ phải chống đỡ với kẻ địch ở một nơi như thế này thì không ra đi vì súng đạn cũng sẽ phải bỏ mạng với cái thời tiết vô cùng khắc nghiệt này. Sáng hôm sau, một đội cảnh vệ binh của phát xít Đức đã phát hiện ra thi thể của 4 người lính nhận nhiệm vụ hành quyết tù nhân vào ngày hôm qua. Tên đại tá của quân phát xít Đức nói rằng chỉ trong một tháng nay mà đã có tới 61 binh lính phải bỏ mạng một cách bí ẩn và bọn chúng cho rằng thủ phạm không ai khác chính là tay xạ thủ được gọi là Bóng Ma Đỏ. Mặt khác, lúc này, phía trinh sát của Hồng quân Liên Xô bọn họ đang nghỉ chân và chia nhau những điều thuốc lá với mục đích hút để làm ấm người. Sau đó bọn họ tiếp tục hành trình đi đến nhà của một người là bạn của viên chỉ huy dâu xồm. Vì tình hình lúc này đang là thời chiến nên ở bất cứ đâu cũng có thể là có kẻ địch. Nên chỉ huy dâu xồm hạ lệnh cho hai người lính mặt thẹo và chột mắt đến trước để kiểm tra và thám thính xung quanh. Khuôn viên xung quanh không có một bóng người nên cả hai đã ra hiệu cho toàn đội bắt đầu tiến vào bên trong căn nhà.
Tại đây, anh chàng mặt thẹo bị thu hút bởi một bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi tươi ngon. Anh ta không chút nghĩ ngợi liền hớn hở chạy tới và rót một ly vodka chuẩn bị thưởng thức. Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp uống thì người đồng đội chột mắt liền chạy đến cố gắng cản lại và đổ ly rượu xuống đất. Viên chỉ huy cũng đang có mặt tại đây, chứng kiến cảnh tượng này, ông đã ngay lập tức can ngăn hai người ra. Chỉ huy râu sồm bảo rằng bạn của ông ta không biết uống rượu nên chắc chắn sẽ không bao giờ có vodka ở trong nhà. Đây chắc chắn là một cái bẫy của địch vì thời gian qua đã có 10 người lìa đời vì ngộ độc thực phẩm. Quả là một cái bẫy tinh vi. Quân phát xít Đức biết rằng Hồng quân Liên Xô đang phải sống từng ngày với đủ điều thiếu thốn nên bọn chúng đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn tươi ngon chỉ để đánh lừa và lấy mạng những binh sĩ Liên Xô thiếu cảnh giác. Viên chỉ huy râu sồm biết được tình hình có vẻ không ổn, liền ra lệnh cho toàn bộ tiểu đội cố gắng tìm tung tích của chủ nhà và cũng chính là người bạn của ông ấy. Sau một lúc, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra thi thể của người chủ bên trong căn nhà kho. Quả nhiên là bọn lính phát xít Đức đã mò đến đây trước và làm ra những điều độc ác như này để cài bẫy họ. Dù sao bọn họ cũng đã di chuyển liên tục suốt ngày liền nên viên phó chỉ huy quyết định sẽ cho nữ quân y mang thai ở lại căn nhà này nghỉ ngơi. Còn những thành viên khác thì tiếp tục công việc trinh sát. Nhóm trinh sát rời đi chưa được bao lâu thì nữ quân y Vera đã hoảng hốt khi phát hiện ra một nhóm lính Đức đang hướng đến căn nhà nơi cô đang cùng anh chàng mặt thẹo đang ở. Không ai khác ở đây chính là tên đại úy Brian cùng với những thuộc hạ của mình. Trên đường đi săn lùng bóng ma đỏ, Brian cùng với binh lính hắn đã thuận đường ghé vào căn nhà này để nghỉ ngơi, đồng thời xem thử cái bẫy đồ ăn của chúng có tiễn thêm nạn nhân xấu xấu nào không. Bước vào nhà, tên đại úy Brian liền tỏ vẻ không vui vì thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, cái bẫy lần này đã không mang thêm chiến lợi phẩm nào cả. Ngay lúc này, anh chàng mặt thẹo đã lợi dụng cửa sau nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà đó để đi tìm sự trợ giúp từ những người đồng đội của mình. Cảm thấy vẻ mặt hớt hải của mặt thẹo, viên chỉ huy đã nhận ra rằng có chuyện không hay. Mặt thẹo bắt đầu kể rõ sự tình. Viên chỉ huy liền tức giận đấm một phát vỡ alo anh mặt thẹo. Thân là thanh niên trai tráng mà lại ham sống sợ chết, chỉ biết lo cho bản thân mà bỏ lại một người phụ nữ đang mang thai với hàng chục tên phát xít máu lạnh. Lúc này tại căn nhà, đám lính Đức vẫn đang mải mê chơi đùa với một chú heo con. Những căng thẳng ngày thường của những người lính dường như tan biến hòa vào những tràng cười sảng khoái. Bỗng chú heo bị một viên kẹo đồng ghim thẳng đến lấy đi mạng sống, thì ra chính tên đại úy Brian là kẻ đã làm việc này. Hắn ta bắt đầu trách mắng các binh sĩ không được mất cảnh giác và đừng đùa giỡn với thức ăn của bọn họ. Nhanh chóng chú heo con đã trở thành một bữa ăn ngon cho đám quân phát xít Đức này. Về phía nhóm trinh sát lúc này cũng đã quyết định quay trở lại căn nhà để cứu nữ quân y Vera. Bọn họ không thể xác định được tình hình hiện tại của Vera như thế nào nên chỉ có thể quan sát và chờ đợi. Mà cô nàng quân y Vera lúc này vẫn đang trốn trong một chiếc hòm làm bằng gỗ, không dám động đậy, ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh. Cô ấy nghe lén được cuộc trò chuyện của tên đại úy Brian cùng với viên đội phó về bóng ma đỏ. Hắn bỗng nhiên ngồi lên chiếc hòm gỗ nơi Vera đang lẩn trốn, khiến cô ấy giật mình hoảng sợ mà vỡ cả nước ối ra ngoài. Trong lúc loay hoay, Vera đã không may mắn gây ra tiếng động là một tên lính trẻ ngồi đó nghe được. Anh ta nhanh chóng đến bên cạnh chiếc hòm gỗ, sau đó mở nắp lên và phát hiện nữ quân y đang nằm bên trong. Chứng kiến hình ảnh người thai phụ tội nghiệp trước mắt khiến cho tên lính trẻ động lòng trắc ẩn. Anh ta vội đóng nắp hòm gỗ lại và bỏ đi vờ như chưa hề nhìn thấy bất cứ điều gì. Tên đại úy Brian gọi lại, hỏi thăm và ra lệnh cho anh lính trẻ mở nắp hòm gỗ lên. Cuối cùng thì nữ quân y Vera cũng đã bị phát hiện. Cô ấy từ từ bước ra ngoài đối mặt với tên đại úy của quân phát xít Đức. Lúc này, nước ối của cô ấy ngày càng chảy ra ngoài nhiều hơn, đồng nghĩa với việc cô ấy sắp sinh con. Tuy vậy, nữ quân y vẫn phải ngồi yên cho bọn lính Đức thẩm vấn. Vera nhanh chí nói rằng bản thân chỉ là một người nông dân sinh sống tại đây đã lâu. Nay khi quân đội phát xít đến quá nhanh, cô chỉ có thể một thân một mình không biết làm thế nào, đành phải trốn trong hòm gỗ này. Người lính trẻ lúc nãy vừa làm công việc phiên dịch giữa hai bên nhưng cũng không quên gửi những lời an ủi động viên với Vera. Nhưng tên đội phó của quân phát xít bắt đầu nhận ra được điều bất thường. Hắn chỉ vào tấm hình gia đình trên tường và hỏi tại sao Vera đã sống ở đây từ lâu nhưng không có sự góp mặt của cô trong tấm hình gia đình này. Đồng thời, hắn cũng đã tìm được bộ quân y cũng như căn cước của Vera. Trên đó ghi rõ cô là quân y đang công tác tại tiểu đội trinh sát của Hồng quân Liên Xô. Sau khi biết được thân phận thật sự của Vera, tên đại úy Brian lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới của mình nhanh chóng dẫn nữ quân y đi hành quyết, còn bản thân hắn sẽ đi tắm để thư giãn cơ thể. Vera bước từng bước chậm rãi trên nền tuyết đầy lạnh lẽo bằng đôi chân trần của mình. Gương mặt của cô toát ra sự thất vọng và vô cùng đau khổ. Những người lính Đức xung quanh cũng tỏ vẻ vô cùng đồng cảm và thương xót cho số phận của Vera. Chẳng ai lại muốn ra tay lấy mạng một thai phụ như thế này cả. Nhưng đây là hiện thực tàn khốc của chiến tranh, bọn họ chẳng thể thay đổi hay làm điều gì khác. Phía quân trinh sát của viên chỉ huy râu sồm đã chứng kiến mọi việc, thấy Vera sắp bị hành quyết, bọn họ không thể giữ được sự bình tĩnh nữa mà chạy về phía căn nhà. Bên này, tên đội phó đang đưa súng lên hướng về phía Vera, chuẩn bị bóp cò thì cô nàng quân y liên tục buông những lời nguyền rủa rằng hắn sẽ phải trả giá khi dám xuống tay lấy mạng một thai phụ. Nghe được những lời này, tên đội phó liền muốn chọc tức Vera nên đã không tự tay nổ súng mà ra lệnh cho anh lính trẻ lúc nãy làm việc này. Anh chàng này chỉ vừa mới nhập ngũ được 2 tháng, ngay cả việc làm bị thương người khác anh cũng chưa từng làm, nay lại phải buộc
ra tay hành quyết một thai phụ tội nghiệp nên anh ta có chút chần chừ. Mặt khác, nhóm Hồng quân Liên Xô đã bắt đầu cuộc tấn công của mình. Mục tiêu đầu tiên mà bọn họ nhắm đến là những tên lính canh xung quanh. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, toàn bộ lính gác xung quanh đã được mồ yên mà đẹp. Về anh lính trẻ, anh run rẩy sẵn sàng bóp cò theo mệnh lệnh của tên đội phó. Đúng lúc này, một viên kẹo đồng từ đâu bay đến, kết liễu đi anh lính trẻ xấu số. Nhân cơ hội đó, Vera nhanh chân nấp vào một ụ rơm lớn gần đó. Thì ra ân nhân cứu mạng cho Vera không ai khác, chính là bóng ma đỏ lừng danh. Ông ta đã nổ súng tấn công bọn phát xít. Ngoài việc bản thân là một tay lính bắn tỉa cự phách, thì khả năng ném lựu đạn của bóng ma đỏ cũng không thể xem thường. Hàng ngũ của quân đội Đức nhanh chóng bị đánh cho tàn rã, phía Hồng quân Liên Xô cũng thừa thắng xông lên, tổng tiến công hướng về căn nhà. Mặt khác, tên đại úy Brian đang nấp trong nhà tắm thì thấy được bóng ma đỏ đang đứng ở gần khu vực này. Tên đại úy Brian đành liều mạng chạy ra bên ngoài với thân thể trần như nhộng, nhặt lấy một khẩu súng. Lúc này, súng của bóng ma đỏ cũng đã sắp hết kẹo đồng. May mắn thay, viên phó chỉ huy của phía quân trinh sát Hồng quân đã kịp thời chạy đến để hỗ trợ. Chỉ cần nhìn bằng ánh mắt, cả hai đã hiểu được ý đồ của nhau. Mục tiêu của họ chính là lấy mạng của tên đại úy độc ác Brian. Tên đại úy Brian lúc này đúng nghĩa không có mảnh vải che thân, vẫn đang lẩn trốn bên trong nhà kho, không dám manh động. Tuy nhiên, phía những người lính Hồng quân đang vô cùng cẩn trọng, tên đại úy Brian cảm thấy không thể tiếp tục như thế này mãi, nên đã ra lệnh cho tên cấp dưới ném súng cho bản thân. Tên lính Đức dùng những sức lực cuối cùng còn sót lại, ném khẩu súng về phía tên đại úy nhưng khẩu súng lại rơi ngay trước cửa nhà kho. Brian tính dùng một cây liềm để vớ lấy khẩu súng thì liền bị bóng ma đỏ bắn nát. Tuy vậy, Brian cũng đã thành công nhặt được khẩu súng và để chuẩn bị tấn công đáp trả. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn lại phải chứng kiến những tên cấp dưới của mình liên tục bị bóng ma đỏ và phó chỉ huy Hồng quân đục cơ thể vài lỗ như cái tổ ong. Tên lính Đức còn lại thì dùng lựu đạn đánh lạc hướng rồi nhanh chân chạy về phía những chiếc xe với mục đích tẩu thoát. Tuy nhiên, hắn đã bị anh thẹo mặt bắt bài và tiễn sang thế giới bên kia. Cuối cùng, bên phía phát xít chỉ còn lại một mình tên đại úy Brian vẫn là chưa có mệnh hệ gì. Phía Hồng quân Liên Xô lúc này đã tiếp cận vào trong nhà kho thì phát hiện tên đại úy Brian đã tẩu thoát và ra ngoài bằng một cái lỗ trên vách. Bỗng nhiên từ phía nhà tắm lại phát ra tiếng động, bọn họ nhanh chóng chạy đến thì phát hiện ra bóng ma đỏ. Mặt khác, tên đại úy đội vệ binh Đức Quốc xã đang đi tuần tra thì phát hiện ra một gã đàn ông mặc đồ phụ nữ chạy về phía bọn chúng. Cứ ngỡ rằng chạm mặt với một tên điên biến thái nào, nhưng thì ra đó chính là đại úy Brian. Brian bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho viên đại tá nghe và yêu cầu ông ta điều thêm binh lính đến để tấn công bọn Hồng quân Liên Xô cùng với bóng ma đỏ nhằm rửa mối nhục nhã này. Trong khi đó, phía Hồng quân Liên Xô đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ít ỏi và lấp đầy cái dạ dày của mình. Bọn họ cũng không quên bàn bạc về kế hoạch tác chiến tiếp theo. Cậu lính trẻ thì vẫn đang mải mê trải nghiệm khẩu súng bắn tỉa của bóng ma đỏ lừng danh. Đúng lúc này, Vera liền kêu lớn một tiếng. Cả đội hiểu ra được nữ quân y sắp sinh con nên cả đội liền nháo nhào đi chuẩn bị. Nhân cơ hội này, tên đội phó của quân phát xít Đức đang nằm giả chết cũng bật dậy bỏ trốn. Với kinh nghiệm dày dặn của bản thân, viên chỉ huy râu sồm của Hồng quân Liên Xô đã thành công đỡ đẻ Vera để mẹ tròn con vuông. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sơ sinh đã làm cho bóng ma đỏ tỉnh giấc. Ông vẫn như vậy không nói một lời nào, liền đi đến lấy khẩu súng của mình và bỏ ra ngoài. Chắc có lẽ quá khứ của người anh hùng lừng danh này cũng phải trải qua một nỗi đau hay biến cố nào đó rất lớn, nên ông ta mới quyết tâm tiêu diệt bọn phát xít Đức này đến như vậy. Lúc này, phía bên ngoài, tên Brian đã dẫn thêm 500 anh em đến để bao vây lấy căn nhà. Tên đại tá quân Đức bắt đầu hạ lệnh cho cấp dưới của mình liên tục dùng súng cối công kích về phía căn nhà của Hồng quân Liên Xô. Mặc cho bom đạn liên tục nhồi về phía này, nhưng những người lính Liên Xô vẫn quyết tâm bảo vệ căn nhà này đến cùng. Phó chỉ huy Hồng quân tận dụng khẩu súng máy hạng nặng của bọn phát xít lúc nãy, liên tục gửi tặng hàng loạt viên kẹo đồng, ngăn cản được đợt tiến công đầu tiên của phía Đức Quốc xã. Nhưng mà điều đáng lo ngại nhất đối với nhóm Hồng quân lúc này chính là những viên đạn cuối có sức sát thương lớn liên tục được bắn đến. Nếu không hạ được khẩu súng cối đó thì bọn họ không có hy vọng nào để chiến thắng được trận này. Cầu được ước thấy, bọn lính điều khiển súng cối đột nhiên bị bắn từ phía sau và đang xuất nhanh khỏi trần gian. Người làm điều này lại không phải ai xa lạ, chính là bóng ma đỏ. Mặt khác, tên đại tá của quân Đức vẫn chưa hề hay biết gì. Hắn vẫn luôn mồm hạ lệnh khai hỏa đạn cối về phía căn nhà của Hồng quân, nhưng mãi vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bất ngờ một quả lựu đạn được ném thẳng tới nơi mà hắn đang ẩn nấp. Tên đại úy Brian từ xa liền nghe một tiếng nổ lớn, biết rằng cấp trên của mình đã chính thức ra đi mãi mãi, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù này. Hắn lệnh cho toàn quân tấn công tổng lực về phía căn nhà của Hồng quân Liên Xô. Quân Đức bắt đầu đổi cách chiến đấu, bọn chúng liên tục ném lựu đạn vào bên trong căn nhà, nhưng chưa đầy 2 giây sau, những người lính Hồng quân đã ném lại. Một trong số bọn chúng trong lúc loay hoay ném lựu đạn đã bị viên chỉ huy râu sồm bắn một phát xuyên táo. Tuy phía Hồng quân đã ngoan cường chiến đấu đến từng hơi thở cuối cùng, nhưng mà quân Đức vẫn quá áp đảo về số lượng. Viên phó chỉ huy trong lúc chiến đấu đã bị bắn trọng thương ở vai. Đội trưởng râu sồm thấy vậy liền chạy đến để cứu, thì xui rủi thay đã bị bọn phát xít nổ súng lấy mạng. Anh chàng chột mắt cũng bị tên đại úy Brian hạ sát chỉ với một phát súng chuẩn xác. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bóng ma đỏ lại tiếp tục xuất hiện để trợ giúp cho bọn họ.
Bên trong nhà kho lúc này, anh Mặt Thẹo vẫn đang giằng co với một tên phát xít Đức. Sau khi bón ngập mồm hành cho tên lính Đức, anh Mặt Thẹo đã lục ra được một chai rượu vodka bên trong người của tên lính. Quả là buồn ngủ gặp chiều manh, anh Mặt Thẹo liền tu vài ngụm cho thỏa cơn thèm khát của bản thân. Như được tiếp thêm năng lượng, anh Mặt Thẹo hùng hổ vác súng ra ngoài, liên tục nã kẹo đồng về phía bọn Đức. Thà là một phút huy hoàng chợt tắt còn hơn le lói suốt ngàn năm. Do có thần cồn độ nên dường như sức tấn công cũng như chịu đựng của anh Mặt Thẹo đã được nâng lên một tầng cao mới. Một tên lính Đức tính dùng lựu đạn để hạ sát anh Mặt Thẹo, tuy vậy quả lựu đạn vẫn phát nổ khiến cho viên phó chỉ huy đã phải ra đi đoàn tụ với chỉ huy râu sồm ở phía bên kia. Anh Mặt Thẹo sau một lúc càn quét cuối cùng cũng đã bị tên đại úy Brian hạ gục. Ở bên ngoài lúc này là trận chiến tay đôi một mất một còn giữa anh hùng bóng ma đỏ và tên đại úy độc ác Brian. Một bên chiến đấu để phục vụ cho âm mưu cũng như tham vọng của đất nước, còn một bên thì sẵn sàng liều mạng để bảo vệ tính mạng cho đồng bào của mình. Cả hai nhanh chóng lao vào nhau, toàn bộ chiêu thức đều được cả hai tung ra hết trong trận chiến sinh tử này. Hai người đều không sử dụng súng mà chọn cách chiến đấu giáp lá cà với nhau như hai người đàn ông thực thụ. Bọn họ ăn miếng trả miếng không khoan nhượng với nhau, vì giờ phút này khoan nhượng với kẻ thù chính là kết án tử cho bản thân. Tuy nhiên do đã bị thương từ trước nên bóng ma đỏ dần dần mất thế và bị áp đảo. Tên đại úy Baron liền đứng dậy tính nổ súng lấy mạng của ông thì nhanh như cắt, bóng ma đỏ dùng một cây liềm khứa thẳng vào bụng tên phát xít xấu xa, kết thúc đi cuộc đời đầy tội ác của hắn. Bóng ma đỏ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, liền quay lưng rời đi thì bị một phát súng từ sau bắn thẳng đến, chấm dứt đi mạng sống của một người anh hùng. Người nổ súng không ai khác chính là tên đội phó của quân phát xít Đức. Trong lúc hắn đang cười một cách khoái chí vì đã lập đại công cho đất nước thì tiếp tục một phát súng vang lên. Tên đội phó nhanh chóng nằm gục xuống đất, thì ra anh mắt trột vẫn còn may mắn sống sót và chính anh đã ra tay lấy mạng tên phát xít hèn hạ này. Thế là mẹ con nữ quân Ivera đã có thể sống sót và an toàn rời khỏi nơi địa ngục trần gian này. Một thời gian sau, quân Đức vẫn đang lùng sục khắp nơi để tìm cho ra bóng ma đỏ. Bọn chúng còn mang theo một đứa trẻ để đe dọa nhằm uy hiếp người dân xung quanh. Tuy nhiên, một phát súng nổ ra lấy mạng đi tên chỉ huy của bọn chúng. Người dân xung quanh cũng không còn nhẫn nhịn nổi nữa đã đứng dậy khởi nghĩa. Bọn phát xít toàn bộ bị người dân đánh cho ngu người. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, một bóng người mang trên vai khẩu súng ngắm tiến đến xác của bọn phát xít Đức để thu nhặt vũ khí và thức ăn. Nhưng đó không còn là bóng ma đỏ mà chúng ta biết được, mà thực ra chính là anh chàng chuột mắt của đội trinh sát. Sau tất cả, anh ấy đã quyết định nối tiếp con đường tiêu diệt quân phát xít vẫn còn đang giang dở của bóng ma đỏ, giải thoát cho người dân thoát khỏi cảnh lầm than. Bài học đắt giá mà bộ phim gửi đến cho khán giả chúng ta chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Chiến tranh chỉ có đem đến đau thương chứ không có bất kỳ lợi ích gì. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.